Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là một cái hộp phòng bệnh VIP thuốc nuôi gà con. Thì em cũng giới thiệu cho anh em là hôm nay ngày 13 tháng 10 của năm 2021. Thế thì bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 của năm 2021 nhé. Thì cứ vào khoảng tầm 7 giờ tối, 19 giờ tối em sẽ phát trực tiếp và có chương trình tri ân khách hàng để tặng quà tất cả những anh em mà mua sản phẩm bên em. Đấy, anh em hãy theo dõi nhé. Đấy, bắt đầu từ ngày mai, ngày 14 tháng 10 của năm 2021 tính theo dương lịch anh em nhé, thì em sẽ có chương trình khuyến mại như vậy. Em làm video này để thông báo cho anh em. Còn em cũng với video này em vẫn giới thiệu cho anh em là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những phụ kiện này, cộng với thuốc chữa bệnh cho gà, thuốc bổ, thuốc om, cao tan đòn, vitamin, gại đỏ, mồi rắn, mồi cóc là nhà em đều có nhé. Thì anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây. Đấy, anh em có thể là ấn tạm dừng để lưu lại cái số điện thoại nhé, hoặc là kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn thêm. Số điện thoại là 0367194999 nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em là đến cái, ở miền Bắc ấy là bắt đầu đến chớm lạnh rồi, mưa cả tuần nay rồi. Và miền Nam thì em cũng lâu em cũng không vào thì em cũng không rõ lắm. Nhưng mà miền Bắc nào bắt đầu trở lạnh rồi thì con gà của mình nó rất là dễ là bị cái thứ nhất là hen này, đi ỉa này, rồi cù dù, có thể là tụ huyết trùng. Nên mùa này thì rất là nhiều bệnh. Bắt đầu chớm rét rồi thì anh em nuôi gà con cũng bắt đầu khó dần. Thì anh em sẽ sử dụng cho em là một cái hộp phòng bệnh VIP thuốc nuôi gà con này. Thì em cũng giới thiệu luôn cho anh em là về cái công dụng của nó nhé. Giúp gà khỏe mạnh, hay ăn, mau lớn, khô phân, chữa và phòng các bệnh hen, khẹt, trứng diều, dạ cánh, còi xương, khô chân, teo lườn, tăng lực, tăng sức đề kháng, giảm thiểu bệnh tật, bảo quản anh em bảo quản nơi khô thoáng tránh nắng trực tiếp. Về cái cách dùng thì anh em có thể là pha cho nước uống nhé, 2g pha với 0,5 lít nước, có thể trộn vào thức ăn ngày, xin lỗi, dùng 2 đến 3 lần trên một tuần. Chú ý là thời tiết lại thay đổi, như chẳng hạn như mấy hôm nay thì anh em có thể dùng 3 đến 4 ngày trên một tuần. Hạn sử dụng của nó là 1 năm nhé. Hôm nay thì nó gồm 100g nhé. Thì có nghĩa là anh em sẽ 2g thì anh em sẽ pha được nửa lít nước, 4g 2g pha được nửa lít nước. Thì anh em 100g này thì anh em sẽ pha được khoảng độ tầm 25 lít nước nhé. 25 lít nước. Phòng bệnh thuốc nuôi gà con. Thì em xin nhắc lại một lần nữa nhé. Thì từ mai ngày 14 tháng 10 dương lịch của năm 2021 thì em sẽ có chương trình là phát trực tiếp. Anh em theo dõi là nhớ là vào hồi là 17 giờ. Ngày nào em cũng phát trực tiếp nhé. 17 giờ là em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng. Anh em theo dõi để đón chờ em vào ngày mai nhé. Còn làm video này thì em chỉ giới thiệu cho anh em là về cái phòng bệnh VIP thuốc nuôi gà con này thôi. Đấy, để mai thì em sẽ có chương trình là tri ân khách hàng và em sẽ giới thiệu tất cả những sản phẩm bên em và báo giá trực tiếp luôn. Thì anh em theo dõi em vào ngày mai nhé. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.